mình là Mai Hương. Trong video này các bạn hãy cùng với Hương thực hiện bài dumbbell lunge. Chúng ta cùng Hương set up form nhé. Với bài này các bạn chúng ta vẫn set up form như các bạn chúng ta tập các bài squat thông thường. Như Hương đã chia sẻ đó là mở vai, bụng chắc, các bạn đẩy này, mông này, ok. Với bài này các bạn chúng ta mình chân các bạn chúng ta sẽ dạng rộng bằng hông hoặc là bằng vai. Sau đó các bạn chúng ta giúp Hương bước một chân lên. Các bạn chúng ta lưu ý chúng ta sẽ không bước nhỏ như thế này, mà chúng ta sẽ bước rộng, để khi các bạn chúng ta xuống chân nó có một cái biên độ căng của đùi trước của chân sau. Lên, về, xuống, lên, về, lên,